Xin chào tất cả anh chị em. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, điều mà mình mong chờ rất lâu rồi, và đây chính là cái giấc mơ của mình, cái mà mình đã rất nhiều lần mình mong muốn thực hiện nó cho đến năm nay, khi mà mình đưa ra một cái quyết định, đó là mình phải làm nó ngay lập tức và phải quyết định nó. Và thực sự khi mà mình đưa ra cái quyết định đó đó, mình có một cái nỗi sợ ở trong con người, không biết là cái giấc mơ này liệu mình có làm được hay không, có làm tốt được hay không, rồi có vô vàn cái, nhưng sau đó mình vẫn đưa ra cái quyết định, đó là mình phải làm nó, đó chính là mình phải viết ra được một cuốn sách. Và ngày hôm nay mình đang cầm trên tay của mình, đó là cuốn sách đầu tay của mình, đó là bộ sách về hành trình người xuất chúng. Có nghĩa là mình đã đặt một cái tập sách tên với tên của nó là Hành trình người xuất chúng, với thành từng tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và trong năm nay thì mình sẽ quyết định, đó là mình sẽ viết 5 cái tập, có là 5 cái cuốn sách như thế này. Và bây giờ cuốn đầu tiên, tập 1 của mình đã xong và đã xuất bản, và hiện nay đang bán ở trên Tiki, đang bán ở trên các cái hệ thống phát hành nhà sách của Phasa và ở trên trang của mình thế. Và ở cuốn tập 1 này thì tập trung vào nói về 7 cái tư duy để chúng ta dẫn đầu. Vậy thì cuốn sách này này phù hợp cho ai? Cho những người mà chúng ta đang kinh doanh, những người mà chúng ta đang muốn xây dựng một đội nhóm kinh doanh chúng ta bền vững, chúng ta muốn phát triển cái hệ thống về doanh nghiệp của mình, hay đơn giản đó là chúng ta muốn trở thành một cái người lãnh đạo để chúng ta có một sức ảnh hưởng tới đội nhóm của chúng ta. Chúng ta dẫn dắt đội nhóm và chúng ta giúp đội nhóm chúng ta ngày càng trở nên phát triển một cách mạnh mẽ. Và đặc biệt đó là cái sự phát triển của đội nhóm chúng ta nó phải trở nên bền vững và lâu dài hơn. Và hay đơn giản chúng ta muốn khai phá cái tiềm năng con người chúng ta muốn đột phá chính con người mình để khai quật về những cái khả năng tiềm ẩn trong con người của chúng ta, thì đây cũng chính là cuốn sách dành cho chúng ta. Ok các bạn. Và trong cuốn sách này thì mình cũng nói, ví dụ như trước đây chúng ta muốn thực thi, chúng ta hiểu về cái yếu tố kỷ luật nó rất quan trọng đến đội nhóm của mình, nhưng chúng ta không biết cách phải triển khai cái kỷ luật với đội nhóm của chúng ta ra sao, thì trong cuốn sách này mình hướng dẫn rất là đầy đủ để giúp chúng ta áp dụng cái cách và tại sao chúng ta phải dùng kỷ luật này, và cách mà chúng ta áp dụng cái kỷ luật vào cái đội nhóm như thế nào để cho nó hiệu quả và được mọi người đồng ý và chấp thuận. Đấy. Rồi khi mà chúng ta làm việc với đội nhóm, một vấn đề rất lớn nó vẫn xảy ra với chúng ta, đó là về mối quan hệ, hay là khi chúng ta có những cái vấn đề và chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải xử lý ra sao, thì trong cuốn sách này mình cũng có những cái phần hướng dẫn rất là đầy đủ, và chúng ta đọc nó chúng ta sẽ có cách, chúng ta có những cái bước, chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta làm nó, và rất rất nhiều cái điều nội dung hay ho ở trong cái cuốn sách này. Thì bây giờ mình sẽ đọc về cái mục lục cho chúng ta về cái nội dung cuốn sách này, bởi vì trước khi chúng ta đọc sách thì thường chúng ta sẽ chú ý về những cái mục lục để chúng ta biết nắm được cái những nội dung trong cuốn sách này, đúng không ạ? Thì cái chương đầu tiên mình sẽ tập trung nói về cái sự kỷ luật, và chương thứ hai đó là vượt ngưỡng để chiến thắng. Có là một trong những cái nguyên tắc để chúng ta đi đến thành công, đó là chúng ta cần phải làm vượt ngưỡng. Đó, bởi vì trong thế giới cuộc sống của chúng ta nó có ba cái dạng người. Dạng người đầu tiên đó là làm bằng sự mong đợi, người thứ hai đó là làm dưới sự mong đợi, và người thứ ba đó là làm vượt qua sự mong đợi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta trở thành một con người làm vượt qua sự mong đợi, và làm thế nào để chúng ta khai phá cái khả năng tiềm ẩn trong chính bản thân mình và trong đội nhóm của chúng ta, thì đây chính là cái chương và giúp chúng ta làm cái điều đó. Ok các bạn. Rồi, và cái chương kế tiếp nữa đó là chúng ta thấy kể cả Ronaldo hay là Messi, để trở nên thành công thì những con người đó luôn có những người thầy, và những người thầy đó là những con người thầy rất xuất sắc mới có thể giúp họ trở nên đột phá và xuất chúng như thế. Thì cái cách mà chúng ta tìm kiếm một người thầy và một cái đội nhóm trí tuệ ưu tú để cùng với chúng ta giúp chúng ta đi đến thành công, và để ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay thì tôi cũng phải có những người thầy trong cuộc sống đã hỗ trợ và giúp đỡ và dạy dỗ cho tôi để tôi có được cái của ngày hôm nay. Kèm theo đó đó là tôi sẽ nói về 7 nguyên lý để đi đến thành công, 7 cái công thức, 7 những cái bước để giúp một người bình thường để trở nên xuất chúng. Bởi vì như các bạn biết là ngày xưa tôi học cũng không hề giỏi một chút nào hết, và 12 năm liên tục tôi chưa bao giờ được học sinh tiên tiến, và ở cái cấp 1 lên cấp 2 đó tôi cũng phải học lại, tôi bị thi lại, và đến lúc mà vào đại học tôi học môn tiếng Việt thực hành tôi phải thi lại đến 5 lần, và trong cái kỳ đó
tôi cũng phải thi lại đến 5 môn lận. Đấy, tôi học 2 kỳ thì 2 kỳ rớt đến 11 môn. Thì các bạn thấy là cái quá khứ của tôi nó không hề giỏi một chút nào hết. Nhưng bây giờ mọi thứ nó khác. Vậy thì còn những cái nguyên lý nào nó sẽ giúp chúng ta trở nên đột phá, giúp chúng ta trở nên thành một con người xuất chúng? Thì trong cái này thì tôi nói rất đầy đủ. Đấy, rồi cái cách mà chúng ta trở thành một người lãnh đạo, cách mà chúng ta xây dựng một cái đội nhóm thì ở đó là chương 5. Thì nói về bắt đầu bằng cái sự quan tâm nhưng kết thúc bằng lòng cái biết ơn. Và ở chương 6 thì nói về cái cách mà chúng ta giải quyết của vấn đề. Và ở chương thứ 7 đó là 7 bí mật để trở thành một người xuất chúng thực sự. Và đấy là cái 7 cái chương chính ở trong cái bộ sách, trong cái cuốn sách đầu tiên, đó là 7 tư duy để dẫn đầu. Nên chúng ta muốn trở một cái đội nhóm chúng ta trở nên mạnh mẽ, một đội nhóm trở nên phát triển một cách như vũ bão, giống như chúng ta đã thấy kết quả của tôi đã tạo ra về cái môi trường kinh doanh của mình. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi đã vươn lên trở thành một cái top đầu, vượt qua cả những người đã làm trước tôi 6 năm, 7 năm, nhưng mình vẫn có thể vươn lên trở thành một người dẫn đầu. Vậy thì bí quyết nó nằm ở đâu? Tất cả nó nằm ở trong cái cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng. Rồi, và để chúng ta có được cuốn sách này, chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới video này và nhân viên của tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho chúng ta. Và cuốn sách này có giá bán lẻ nó là 350.000 đồng. Và bây giờ chúng ta để lại tên và số điện thoại và sau đó chúng ta share cái video này về tường cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ được giảm 50.000 đồng. Đó là quà từ tôi nên là giá của cuốn sách này nó chỉ có 300.000 đồng. Và khi chúng ta mua từ 3 cuốn sách trở lên nhé các bạn, 3 cuốn sách trở lên và tôi chỉ dành cho 30 người đầu tiên mà chúng ta mua từ 3 cuốn sách trở lên thì chúng ta sẽ được giảm giá đó là 30%. 30% khi mà chúng ta mua từ 3 cuốn sách trở lên. Nên chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới cái đoạn video clip này để chúng ta sở hữu cuốn sách đặc biệt này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Yes.